Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi xin một giới thiệu cho quý vị và các bạn. Sau khi hoàn tất cái 99 video cơ bản thì hôm nay tôi sẽ có một cái chương trình mới. Cái chương trình này có cái nội dung sẽ ngắn hơn, sẽ xúc tích hơn và đi thẳng vào những cái vấn đề mà quý vị và các bạn cần hỏi. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn là hơn 90 triệu người dân trên 63 tỉnh thành đều phải biết những cái kiến thức mà đặc biệt là những cái kiến thức lĩnh vực trong tất cả những đời sống xã hội. Khi bây giờ chúng ta kết hôn thì chúng ta phải đi đến gọi là Ủy ban Nhân dân phường để chúng ta làm cái thủ tục hành chính. Và nếu mà chúng ta có con thì chúng ta sẽ làm cái giấy khai sinh. Đó là cái chuyện đơn giản. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta muốn ly hôn thì chúng ta sẽ đi nộp đơn ở tòa án và những cái trình tự thủ tục ở tòa án. Ví dụ như vậy, khi con của chúng ta đã lớn lên, con chúng ta đi du học thì chúng ta cần biết những cái thủ tục pháp lý gọi là hợp pháp hóa lãnh sự này. Rồi chẳng may là đi ra ngoài chúng ta lại bị tông một cái xe và chúng ta yêu cầu bồi thường cái số tiền. Hoặc giả sử như vấn đề là một chỗ người ta đụng vào mình, người ta gây ra thương tích cho mình và mình yêu cầu bồi thường, thì đó là những cái việc hình sự. Thưa quý vị và các bạn, trong cái video giống như nước ngoài người ta bỏ là Ask Lawyer, thì bây giờ chúng tôi cũng sẽ làm một cái chương trình mang cái tính chất thuần Việt hơn, gọi là Hỏi Luật Sư. Đơn giản có quý vị và các bạn, trong cái video đầu tiên này chúng tôi sẽ làm một cái câu hỏi của một vị khách hàng, và với mong muốn là kết nối giữa cái đấu giá và luật sư, cho nên tôi đưa cái câu hỏi hỏi luật sư của một cái vị khách hàng như thế này. Ông bảo rằng luật sư ơi, bây giờ tôi có một cái tài sản, tôi muốn mua một cái tài sản bằng phương pháp là bán đấu giá tài sản. Tuy nhiên rằng tôi cũng lo ra lắm rằng là không biết phải như thế nào. Và tôi mong muốn rằng là có một người nào đó giúp tôi để làm cái gọi là ủy quyền mua tài sản. Thưa quý vị và các bạn, tôi đã trả lời ông rằng ủy quyền là một cái hình thức để nhân danh và đại diện một cái người nào đó làm một việc gì. Ví dụ như bây giờ là tôi ủy quyền cho một người nào đó giúp tôi hoàn tất một cái thủ tục sang tên căn hộ nhà, và tôi mua đất ở Hà Nội và tôi không có cái quản lý sử dụng, thì tôi mới ủy quyền cho những người liền kề quản lý sử dụng. Thì trong cái việc mà quản lý sử dụng thì tôi giới hạn cái phạm vi ủy quyền. Phạm vi ủy quyền của cái ủy quyền rất là quan trọng. Tôi đã trả lời ông rằng ông chỉ ủy quyền cho người nào thay mặt và nhân danh ông liên hệ với cái tổ chức và tại cái cuộc bán đấu giá tài sản trả giá, và sau đó toàn bộ cái người mà ký tài sản, nếu trong trường hợp mua tài sản trúng được đám đấu giá được cái phiên đó, thì cái chủ sở hữu, cái chủ quyền, người mua được tài sản đấu giá vẫn là ông. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn trong cái việc ủy quyền hiện tại nó có những cái phạm vi mà người ta nhầm lẫn giữa việc ủy quyền và định đoạt tài sản. Vậy thì thông qua cái video này tôi nói cho quý vị và các bạn, theo quy định của luật, tiếng Hoa nó gọi là đại diện. Và anh đại diện là một cái công việc nào đó có thù lao và không có thù lao. Thế thôi quý vị và các bạn. Thực tế thì trong cái quá trình hành nghề thì tôi sẽ có rất là nhiều những cái tình huống mà ủy quyền dở khóc dở cười. Trường hợp đầu tiên đó là ủy quyền để mà định đoạt cái tài sản. Hai ông A, ông B mua cái tài sản. Tuy nhiên rằng là trong trường hợp này thì vì ông A chưa có hộ khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh, cho nên ông B là cái người chuyển nhượng quyền bán đất mới ủy quyền toàn bộ. Và tới cái thời điểm ủy quyền thì bây giờ đất nó lên cộng yếu tố thời gian, và bây giờ cái người bán cũng không đồng ý
và phát sinh tranh chấp. Ủy quyền toàn bộ định đoạt các tài sản là người dân mình vẫn không có hiểu ủy quyền ký mua bán bằng hợp đồng ủy quyền. Tuy nhiên, nếu như trong trường hợp chúng ta có những cái khó khăn và chúng ta hiểu được những cái nội dung ủy quyền, chúng ta sẽ tiến đến xác lập ủy quyền một cách quan minh chính đáng. Trường hợp thứ hai nữa, rằng tôi có một cái vị khách hàng họ ủy quyền một cái phần đất và với cái giá là 20 triệu đồng, và sau khi người nhận được ủy quyền thì họ không có đọc nội dung, và nói thật với quý vị và các bạn, họ cũng cái người mà ủy quyền được ủy quyền họ không cho đọc nội dung và họ chuyển nhượng cái đất cho người thứ ba, và thế là họ hiện tại vùng quê ngoại thành với tôi cái trường hợp này rất là nhiều, và đó là một cái trường hợp đau đớn mà luật sư phải cần phải phổ biến hơn nữa cái kiến thức pháp luật cho người dân để người dân tự hiểu và áp dụng trong trường hợp riêng. Trở lại cái vấn đề ủy quyền bán đấu giá, ủy quyền mua tài sản đấu giá. Thưa quý vị và các bạn, ủy quyền là những cái quy định luật để thay mặt và nhân danh cái người đó làm một cái công việc gì đó trong cái phạm vi ủy quyền. Vậy thì trong cái hợp đồng ủy quyền hoặc trong cái giấy ủy quyền có những nội dung cơ bản sau đây. Thứ nhất, đó là phạm vi ủy quyền. Tôi là A, tôi ủy quyền cho B quản lý sử dụng phần đất. Tôi không ủy quyền chuyển nhượng phần đất, tôi chỉ ủy quyền quản lý sử dụng. Tôi là A, tôi ủy quyền cho B đến cái tổ chức mua cái tài sản bán đấu giá này, và người chủ tài sản, nếu trong trường hợp số tiền bán đấu giá tài sản vẫn là của tôi. Tôi là A, tôi ủy quyền cho B đến tòa thay mặt và nhân danh tôi đến tòa toàn quyền quyết định trong vấn đề. Tuy nhiên, sau khi bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật thì tôi vẫn là người nguyên đơn, vẫn là người bị đơn, vẫn là người trong chứng nhân của cái hợp đồng này. Thưa quý vị và các bạn, trong cái quá trình hành nghề thì tôi có những trường hợp mà khách hàng cũng rất là sợ ủy quyền cho luật sư, rồi luật sư bán cái tài sản. Thì thông thường trong một số trường hợp thì tôi vẫn giải thích cho những cái thân chủ của mình, cái khách hàng của mình hiểu biết hơn nữa về phạm vi ủy quyền. Anh có thể ủy quyền rộng cho tôi, cũng có thể làm ủy quyền phạm vi hẹp. Cái thứ hai là thù lao ủy quyền. Trong cái ủy quyền này có thù lao hoặc là không có thù lao thì tùy theo những cái quy định mà các bên, cái người ủy quyền và người được ủy quyền thỏa thuận. Trong trường hợp, trong một số trường hợp thì ủy quyền không có thù lao thì nó sẽ có những cái lợi thế hơn so với ủy quyền không có thù lao. Và vấn đề thứ ba nữa là thời hạn ủy quyền. Thưa quý vị và các bạn, cái thời hạn ủy quyền nếu không có gì thay đổi thì theo quy định của Bộ luật Dân sự, thời hạn ủy quyền một năm kể từ ngày các bên xác lập các giấy ủy quyền. Cái hợp đồng ủy quyền là gì? Hợp đồng ủy quyền là có hai cụ thể đều ký ở phần công chứng. Cái giấy ủy quyền là một cái ý chí đơn phương, tức là ý chí của người được ủy quyền ký ủy quyền cho người này. Và chắc chắn là trong cái video lần tới thì tôi sẽ giải thích phân biệt giữa giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền. Trở lại vấn đề, nếu trong trường hợp hết cái thời hạn ủy quyền quy trong hợp đồng thì hợp đồng giá trị. Ví dụ tôi đơn cử là tôi sẽ ủy quyền cho một cái bà A để mà đến ngân hàng lấy một cái khoản tiền là 100 triệu, và thời hạn ủy quyền của tôi là ngày từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 1 tháng 1 năm 2018, và đến nay rằng là thời hạn ủy quyền đến nay là ngày 5 tháng 2 năm 2018. Khi mà bà A đến với ngân hàng rút tiền thì ngân hàng sẽ đã xem cái thời hạn ủy quyền đã quá cái thời hạn và không chấp nhận cho họ rút tiền.
Như vậy nha quý vị và các bạn, trong cái hợp đồng ủy quyền nó có những cái tiêu chí cơ bản mà bắt buộc những người tham gia trong cái giao dịch này phải tuân theo. Đặc biệt trong cái hợp đồng ủy quyền có những nội dung cơ bản, thứ nhất là phạm vi ủy quyền, thứ hai là thời hạn ủy quyền, thứ ba nữa là thù lao ủy quyền. Thưa quý vị và các bạn, trong cái loạt hỏi luật sư như thế này, tôi cũng mong muốn quý vị và các bạn có những cái câu hỏi đơn giản mà không biết hỏi ai thì cứ mạnh dạn hỏi trong cái chương trình Dân Tài Phải Biết Đủ Tay. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.